Vâng, em mời các bác mình xem chiếc xe này. Các bác mình xem và cảm nhận xong là nếu thấy ưng, thấy ok thì mình chốt luôn nhá. Giá xe trong cái thời điểm này nó rất là tốt luôn rồi các bác ạ. Các bác mua trong thời điểm này mình rẻ được rất là nhiều tiền so với lại thời điểm mấy tháng trước và thời điểm mà năm trước các bác nhá. Đấy. Và đây, hôm nay em mời các bác mình xem về chiếc xe mang tên là Ford Fiesta. Ford Fiesta các bác nhá. Con này của em thì nó có cái form mới rồi. Và ghế của nó sẽ là ghế như thế này. Đấy, ghế lỉ và kết hợp với lại ghế da các bác nhá. Đấy, máy 1.0 thôi, nhiên liệu xe rất là ít. Đời 2013 các bác nhá. Số tự động. Đây, cần số tự động của xe đây, các bác nhìn đi ạ. Đấy, cần số tự động đây các bác nhá. Đấy, cần số đẹp này. Và trang bị thì có điều hòa auto tự động này, rồi đề khóa thông minh start top này, rồi đầu đài giải trí nguyên bản theo xe, có màn hình giải trí này. Đấy, có gương chống chói đăng kiểm của xe tháng 5 năm 2024 các bác nhá. Đấy, vô lăng của xe thì vẫn còn tương đối là đẹp. Đây các bác nhìn này, vô lăng của xe vẫn còn ok chưa. Da này là da zin nhá. Đấy, vô lăng zin. Và các bác nhìn xem nó chưa bị rách, chưa bị sờn, chưa bị mòn, chưa bị xấu đúng không ạ. Đấy, có túi khiên toàn nằm ở giữa, phím điều khiển được nằm ở bên cạnh đây. Đấy, túi khiên toàn nằm ở bên đây nữa các bác nhá. Đấy, chỗ này có túi khiên ở đây các bác này. Đấy. Vâng, xe rất ok luôn, xe không lỗi lầm gì. Đấy, củ máy, củ số của xe vẫn còn zin. Và keo chỉ của xe cũng vẫn còn zin. Xe không lỗi lầm gì các bác nhá. Đấy, một chiếc xe còn khá là đẹp so với cái đời 2013. Đấy. Nhiều con 15, 16 em thấy còn không đẹp bằng cơ. Các bác nhìn này, ghế da zin theo xe vẫn còn được mới đẹp như thế này luôn. Đấy, mới đẹp như thế này luôn. Các bác nhìn đi, ok chưa. Đấy, khung vỏ tôn sườn của những cái dòng xe đến từ hãng Ford nó rất là cứng dày, các bác biết rồi đúng không ạ. Bên em cũng đã giới thiệu rất là nhiều. Đèn đó của xe thì còn rất là mới, có đuôi gió, có gạt mưa. Đấy, có những cái mắt cảm biến chống va chạm được nằm ở khu vực phía sau này. Đấy, và la cái bút nguyên bản theo xe, phanh đĩa, phanh ABS, 4 bánh. Lốp của xe vẫn còn khá là dày luôn. Đây, khá là dày luôn. Các bác mua xe mình tiết kiệm được khoản tiền mua lốp rồi các bác nhá. Đấy, với cái form là hatchback 5 chỗ không niên hạn sử dụng. Và chiếc xe này thì cũng đã được rút hồ sơ rồi. Gốc thành phố các bác nhá. Các bác mua về Hà Nội, Sài Gòn ok, không mất chi phí tiền 20 triệu tiền biển số các bác nhá. Đấy. Xe rất là gọn gàng, sạch sẽ luôn. Đồng thành xe nhìn còn rất là luột mắt. Mua về là không cần phải làm cái gì cả, cứ thế đi, cứ thế dùng thôi, không cần phải làm gì luôn các bác ạ. Đèn đóm của xe các bác nhìn xem, còn rất là mới luôn. Đấy, rất là mới luôn các bác nhá. Đuôi gió đây, lóc đây. Đấy, cốp em mở luôn ra cho các bác xem này. Đấy, chiếc xe này với khoang cốp rất là to, rộng, đồ rất là nhiều các bác nhá. Đấy, dòng này là dòng hatchback, thế nhưng mà nó lại rất là cao to. Nó to hơn, rộng hơn như những cái dòng xe phân khúc hạng A rất là nhiều các bác nhá. Đấy, em đi một vòng xung quanh cho các bác mình cùng xem, xong là đâu đấy thì em sẽ quay chi tiết cho các bác mình xem từng phần các bác nhá. Đây, các bác xem cho em phần đầu đi. Mặt nạ các lăng của xe được ốp cái thanh nóc phần mặt nạ này. Đấy, đèn đóm của xe các bác nhìn xem rất là mới luôn, sơn xi bóng mượt cả con đúng không ạ. Lốp dày cả gian. Sinh nhan báo rẽ trên gương có hai bên, đăng kiểm tháng 5 năm 24. Và kính của xe các bác thấy là cũng đã được bọc dán xung quanh hết rồi. Kính của xe vẫn là kính zin, kính liền đời các bác nhá. Kính không xước, đây các bác nhìn xem. Kính không xước vẫn là kính 2013. Có nút bấm từ một chạm nằm ở tay nắm cửa chỗ này các bác nhá. Đấy, mép cửa đây các bác nhìn xem, keo chỉ nó vẫn còn. Đấy, keo chỉ vẫn còn luôn này. Được chưa? Sơn xi đồng trong rất sáng bóng luôn, rất là đẹp mắt luôn. Đây các bác nhìn đi. Ok chưa? Đấy, bốn tắt đi cánh cửa xe đẹp đều, mới đều như nhau hết. Đây các bác nhìn này. Đấy, đẹp đều, mới đều như nhau hết các bác nhá. Đấy, những cái phần nhựa này đẹp chưa? Quá đẹp đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. Quá là đẹp so với cái đời này. Đấy, tay cầm đây, da này, loa này. Tay cầm đây, chỗ này được những cái mặt chrome sáng lên. Đấy, vách cửa đây này. Đấy, vách cửa đây này. Đấy, tem đây. Ghế đây các bác nhá, đặc biệt cái ghế này. Ghế mà nó ngồi nhiều nó sẽ rách các bác ạ. Con này của em là ghế vẫn còn đẹp đây. Các bác nhìn xem, ghế vẫn còn đẹp đây. Ghế kia cũng vậy các bác nhá. Sàn da san lý và được lót một cái tấm da ở trên. Đấy, chỗ này là cái số khung nằm đây con này. Đấy, số khung. Chỗ này đựng đồ, đựng nước, tay phanh. Đấy. Chỗ này là cổng điện ra 12V và cổng nghe nhạc, rồi chìa khóa của chiếc xe, chìa khóa khiển các bác nhá. Đấy. Một dòng xe mà các bác biết trong thời gian vừa qua bên em bán rất là nhiều. Dòng này với dòng Ford EcoSport là một trong những dòng mà thời gian vừa qua bên em bán rất là nhiều. Đấy. Tại vì dáng nó đẹp đúng không ạ? Dáng nó đẹp mà chạy thì lại thích, lại ít xăng. Đấy. Xong là đời thì nó không phải thấp, giá thì lại rẻ hơn một số dòng xe khác đúng không ạ? Đẹp hơn mà lại rẻ hơn một số dòng xe khác mà lại là thương hiệu Mỹ luôn.
đấy, thương hiệu Mỹ mà lại còn rẻ hơn cả thương hiệu Hàn, đúng không ạ? Hàn Quốc nhiều con cao hơn, đúng không ạ? Đây các bác nhá, các bác nhìn này, ghế đẹp chưa? Ghế quá mới luôn, đúng không ạ? Đấy, vách cửa này, các bác nhìn ok chưa? Đấy, gioăng cửa này, muốn tắt đi cái cửa xe thì nó ok đều nhau hết các bác nhá. Đây, sáng đẹp mới chưa? Rất tươi sáng, đúng không ạ? Rất tươi xe, đồ nhựa xe nó rất là luột là. Các bác nhìn trên video này là mình thấy rồi, xe thấy xe như nào là các bác mình nhìn thấy luôn. Cửa đóng êm chắc. Đấy, rất là êm và rất là chắc nhá. Dòng này tôn vỏ gì rất là khó để mà mục mọt, kể cả là va quẹt nhẹ thì cũng rất khó để mà móp méo, bởi vì nó dày mà, nó cứng mà, thân vỏ nó cứng lắm các bác ạ. Rất là cứng luôn. Rất là cứng luôn nhá. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, quay gần quay kỹ này. Ghế này có thể là gập lại xuống bình thường nha các bác. Đấy, gập lại xuống để mình để cái gì đấy rộng rãi thoải mái hơn. Vâng. Các bác sang bên đây cùng xem. Dạ vâng, đây nhá. Đấy. Vâng đây. Đồ nhựa, đồ da ok luôn. Và âm thanh nghe hay. Khung gầm vách cửa xe là không mục mọt gì. Tiếp sẽ quay cả gầm nữa cho toàn các bác mình cùng xem nhá. Đấy, cả lóc luôn đây này. Vâng. Thế đây thì kia các bác nhìn xem, em có một con Eco màu cam nữa. Thực ra nó là màu đỏ nhá. Con này nó là màu đỏ, cái màu nó nhìn giống màu cam nhưng mà không phải là màu cam đâu. Nó là màu đỏ đấy ạ, đăng ký nó là màu đỏ. Cầu kéo là đỏ cam đấy các bác. Đấy, màu đỏ cam cho nhá. Đấy, gioăng cửa thứ ok chưa này. Đấy. Lòng trong cánh cửa sơn si rất sáng bóng luôn. Đúng không? Rất là sáng bóng luôn. Đấy. Gioăng cửa dòng xe này nó rất là dày, nó rất là cứng nhá. Cực kỳ là cứng và rất là dày luôn. Đấy. Bốn cánh cửa của xe nó là đẹp đều ok như nhau hết. Các bạn nhìn này. Đây nhá. Đấy. Các bác thấy thế nào ạ? Các bác thấy chiếc xe này ok không ạ? Các bác nhấn cho em xin lần tim lần nai nhé. Lần tim lần nai và nhiều lần chia sẻ nữa, em cảm ơn ạ. Dạ vâng, các bác mình cùng đồng hành với em trong vài phút nữa để các bác mình thấy về chiếc xe này nó ok nó như nào các bác nhá. Rồi đây, khi em móc cửa lại thì cái form của nó sẽ như thế này. Đấy, nó như thế này các bác nhá. Em quay từ dưới lên này. Và các bác có thể là nhìn thấy là cái phần mép khe, đường gân guốc, những cái chi tiết mà ở cái phần vỏ bên ngoài các bác thấy này. Đấy, nó rất là đều luôn. Rất đều luôn. Xe không va chạm gì mà. Không đâm va gì, không tai nạn ngập nước gì các bác nhá. Khi mà xe cái phần vỏ nó bị đâm đụng tai nạn đấy ạ, thì nó sẽ bị lệch form, mất form và đóng cửa nó sẽ không được fit như thế này đâu các bác ạ. Nó không được fit như này đâu các bác nhá. Rồi, em đang quay cho tận các bác mình xem đầy cách đầy đủ nhất. Đèn đóm hai bên rất là mới đấy không? Rất là mới rồi. Vâng, em mời các bác xem động cơ. Con này máy 1.0 thôi, còn là máy 1.5. Nhiên liệu của xe này nó tầm khoảng là quanh 45 lít trên 100 km thôi các bác nhé. Và đây là động cơ của xe, máy khô khan sạch sẽ, máy số ngon, máy số thì cực ngon và cực chất rồi, vừa ngon này còn vừa zin nữa các bác nhé. Bên em kiểm tra về tình trạng chất lượng của xe rồi, các bác yên tâm dùng thôi. Các bác có thể là kiểm tra cho thợ kiểm tra thoải mái, kiểm tra chán thôi các bác nhé. Đối với mẫu xe này. Vâng, vậy là chiếc xe này em quay xong rồi. Các bác mình vui lòng liên hệ sớm để bàn bạc và thương lượng về giá cả chiếc xe này. Tư vấn thêm một chút nữa thì các bác mình muốn hỏi câu hỏi gì các bác nhá. Số điện thoại bên em các bác lưu vào đi. Khi nào có nhu cầu mua bán hoặc là mình trao đổi xe thì liên hệ cho bên em được thuận tiện dễ dàng hơn các bác nhá. Ba số hotline 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 nhé. Có Zalo theo ba số đó luôn, các bác mình kết bạn rồi nhắn một tin qua Zalo cho bên em để bên em
tư vấn cho các bác, chốt giá cho các bác mình các bác nhá. Giá cả bên em đưa ra thì những dòng xe này thường bên em vẫn bán là trên 200 triệu đồng. Đấy. Có những con thì bán lên 260, 270 các bác nhá. Và các bác mình nếu mà mình muốn chốt giá, muốn bớt giá, muốn thương lượng và các bác mình có thể trả giá của chiếc xe này ở mức được bao nhiêu thì các bác mình cứ alo cho bên em nhé, thương lượng bàn bạc về giá thoải mái nhất để cho toàn thể các bác mình dễ vào việc các bác nhé. Còn các bác mình đến được trực tiếp đấy ạ, thì là cái tốt nhất. Địa chỉ bên em ở tại là 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương nha các bác, đối diện với lại 225 Trường Chinh ở bên kia. Và nếu bác nào mà không đến được thì bên em có thể là mang chuyển ship xe đến tận nhà cho toàn thể các bác luôn. Đấy, có hỗ trợ làm sang tên đổi chủ chính biển chính tên cho các bác mình trên toàn quốc các bác nhá. Đấy, con này hồ sơ cầm tay rồi, bấm biển rất là nhanh thôi. Bây giờ thì các bác biết là rút hồ sơ nó sẽ chậm, sẽ lâu đúng không ạ, vì nó ra cái thông tư mới mà. Nhưng mà chiếc xe của em thì có một cái ưu thế đấy là đã được rút hồ sơ rồi, cho nên là khi mình vào biển vào tên rất là nhanh các bác nhá. Các bác mình có xe gì mà không dùng đến nữa, muốn đổi đi chiếc xe này hoặc là những mẫu xe khác bên em thì các bác mình hoàn toàn có thể là thương lượng tính toán làm sao hai bên đổi các. Và các bác mình có xe gì mang đến em bán cho, em mua cho đó nhá. Các bác có xe gì mang đến em mua lại với giá hợp lý nhất cho. Và các bác mình nếu đang quan tâm đến ô tô cũ bên em thì hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh YouTube này, nhấn theo dõi Facebook này, nhấn follow TikTok này, để mỗi khi em đăng có xe nào lên các bác sẽ nhận được luôn và nhận được sớm một lỡ video nào cả các bác nhé. Vâng, video này thì em quay xong rồi, xin cảm ơn các bác mình đã quan tâm ủng hộ ạ.